Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Garena Free Fire và tôi, bình luận viên Hoàng BK. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một sự kiện vô cùng đặc biệt với hai vị khách mời sẽ có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai vị khách mời ngay bây giờ để họ giới thiệu về mình nhé. Đầu tiên xin mời streamer của chúng ta. Chào các bạn, mình là Mạnh Văn Kỳ. Mình đang là streamer của game Free Fire cũng như là game thủ chuyên nghiệp. Và bây giờ chúng ta đến với khách mời thứ hai của chúng ta. Xin chào mọi người, mình là Phan Văn Đức, cầu thủ bóng đá cho đội tuyển Việt Nam ạ. Vâng, có vẻ như là một sự giới thiệu cũng khá là nhanh chóng đến từ hai vị khách mời. Và tôi cảm giác có một sự rụt rè đến từ Văn Đức. Vậy thì chúng ta hãy đến với cái phần là chia sẻ cái cảm nhận của hai vị khách mời ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với cái sự chia sẻ lần đầu của cảm giác của Văn Đức đến với chương trình của Garena Free Fire hôm nay. Thật ra hôm nay thì em rất là vui khi được tham gia chương trình game show Free Fire này. Em cũng rất là hứng thú và nói chung thì hôm nay là em rất vui và có cái gì thiếu sót thì kinh anh hỗ trợ giúp. Ok, rồi tôi bắt đầu thấy cái sự gọi là hơi rụt rè rồi. Nhưng không sao, từ giờ đến hết chương trình chúng ta sẽ thấy được cái sự rụt rè đấy nó sẽ tan biến với những câu hỏi, với những trò chơi, với những mini game dành cho các vị khách mời này của chúng ta. Và đầu tiên thì cho mình hỏi đó là Phan Đức bắt đầu chơi Free Fire từ thời điểm nào và cơ duyên nào mà khiến Phan Đức vẫn yêu thích trò chơi này? Đối với em thì game Free Fire thì em cũng chơi từ năm 2018. Và cái năm này là do anh em trong đội chơi thì em thấy thì game này cũng là khá là dễ bán và dễ chơi thì cho nên thì anh thấy anh em trong đội rủ bạn thì em mới chơi. Như vậy là đúng cái là gọi là Văn Đức đang có mong muốn, đó là thời gian chơi ngắn và nó dễ dàng cho trong các hoạt động, đúng không? Còn Mạnh Phan Kỳ thì hơi hướng thì Mạnh có bén duyên với game này để trở thành streamer, trở thành một tuyển thủ. Vậy thì Đức khi chơi, không biết là Đức vẫn đang chơi ở thời điểm là Alpha Test hay là đã đến thời điểm là đã công bố và ra những phiên bản đầu tiên rồi nhỉ? Chơi game thì chỉ chơi trên giải trí, em cũng không biết là phiên bản của bạn nào. Chắc là ra cắt dự là Đức chắc khoảng là chơi sẽ khoảng OB6, OB7 gì đấy. Là thời điểm đấy thì bắt đầu Free Fire bắt đầu đã bùng nổ rồi. Nhiều người bắt đầu chơi đến và cập nhật rất là nhiều. Vậy thì kỷ niệm đáng nhớ nhất với game Free Fire của Mạnh là gì? Kỷ niệm đáng nhớ nhất à? Kỷ niệm của em thì game này rất là nhiều, nhưng mà đáng nhớ nhất là vô địch cái giải huyền thoại sinh tồn. Mùa 1 đấy. Vậy thì cảm giác là sau những cái giờ tập luyện vất vả và đến với game thì có thấy tác động, những cái tác động tích cực nào khi mà mình đến với game không? Đối với em thì nó tác động chỉ trong vì em là những cái thời gian mà tập luyện mệt mỏi rồi ấy. Về thì chơi game thì nó giải tỏa đầu óc chứ nó vấn đề thư giãn và thư thái nhiều hơn, đúng không? Vậy thì Mạnh cảm thấy là cộng đồng người chơi game Free Fire là một cộng đồng như thế nào? Em thấy cộng đồng người chơi game của Free Fire thì rất là khác biệt so với những game khác, tại vì mọi người cũng có sự gắn kết và cái cộng đồng nó đông đảo hơn những cái game khác. Chúng ta còn thấy rằng là chúng ta có một cộng đồng rất là đông đảo từ các mọi lứa tuổi trở lên, đúng không? Vậy thì chúng ta hãy nói thêm về cái mà chúng ta sẽ được nghiên cứu trong buổi chương trình hôm nay, đó là OB23. Văn Đức, không biết là Văn Đức đã nghe nói về OB23 này chưa hay là đã có thông tin về OB23 này chưa? Em thì em cũng là có thông tin về bản OB23 này rồi. Như vậy là Đức cũng đã có tìm hiểu qua rồi. Mạnh thì sao? Mạnh thì chắc chắn phải tìm hiểu kỹ hơn rồi. Em thì cũng có tìm hiểu qua, tại vì OB23 là có một cái nhân vật mới, một cầu thủ đá bóng. Em cũng tìm hiểu qua rồi. Đúng rồi, như vậy chắc là Đức sẽ là sở hữu cầu thủ này đầu tiên rồi, đúng không? Vậy thì sẽ có một câu hỏi riêng dành cho Đức, đó là không biết là Văn Đức đã có tham gia một giải đấu về Free Fire nào chưa, và Đức đánh giá thế nào về thể thao truyền thống và thể thao điện tử? Em thì chỉ thẳng bên đá bóng thì giải đấu thì nhiều rồi, chứ còn bên Free Fire này game thì em cũng chỉ kiểu là anh em chơi với nhỏ thôi, chứ em cũng chưa đi ra đấu giải ngoài. Đúng vậy, cái việc thời gian khá là khó, đúng không? Thời điểm hiện tại Văn Đức có hợp tác với Free Fire, và không biết là bạn có thể chia sẻ thêm về cái sự hợp tác này không? Thì thật sự là hôm qua thì em cũng đã được hợp tác cùng Free Fire và phiên bản OB23. Và em nghĩ sau khi hợp tác lần này thì em sẽ chơi game Free Fire này, thì sẽ hy vọng là sẽ chơi được nhân vật mới nhất trong bản OB23 này. Đúng rồi, và biết đâu sau này tương lai xa một chút thì Văn Đức lại có mặt ở một đội tuyển thi đấu nào đó chẳng hạn, đúng không? Vậy thì cái cảm giác của Mạnh thế nào khi lần đầu tiên được gọi là không chỉ đứng ở vấn đề là chúng ta lại gọi là đứng chụp ảnh check in hay là xin chữ ký, và là lần này Mạnh được tham gia hợp tác trong MV trong phiên bản OB23 sắp tới cùng với Văn Đức, thì cảm nhận và cái suy nghĩ của em thế nào? Em thì rất là vui khi mà hợp tác cùng và được gặp anh ngoài đời luôn ạ.
Còn mình chắc là may mắn hơn Mạnh là cũng đã có cơ hội là đến với sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi những trận thi đấu của đội tuyển quốc gia. Vậy thì có một câu hỏi ngoài lề và hơi tế nhị một chút về Văn Đức. Thế không biết là vợ của Văn Đức là có thích Văn Đức chơi game không nhỉ? Vợ của em thì nói chung thì cũng không thích em chơi game, nhưng mà nói chung là những lúc đi tập về mệt mỏi vì thi đấu nhiều mệt mỏi đó thì game vẫn hơn là đi chơi lung tung, cho nên là vợ em phải cùng để cho em chơi game phải. Đó rồi, một chia sẻ khá là thú vị đúng không? Chơi game thì an toàn hơn, thứ nhất là ở nhà không phải lo quản lý, còn nếu không chơi game mà chơi khác là hơi bị toan. Vậy thì sẽ có những cái câu hỏi tiếp theo dành cho hai vị khách mời, đó là các bạn mong muốn ở bản cập nhật tiếp theo của Free Fire là gì? Em thấy cái nhân vật mới này cũng khá là hay. Có nghĩa là em sẽ thích cái bản cập nhật này, đó là nhân vật mới đúng không? Vậy thì Văn Đức, cái nhân vật này thì Văn Đức với hôm qua cũng đã tham gia đúng không? Thì Văn Đức thấy nhân vật mới này như thế nào? Thật em lại khá là bất ngờ dư về là game Free Fire là đứa siêu sao bung đạn được vào trong game, thế là em thấy cũng khá là hay. Vậy thì Mạnh có muốn đưa ra cái dự đoán gì về phiên bản cập nhật UB23 sắp tới không? Sắp tới thì sẽ có cái map mới ạ. Như em nhớ sơ sơ là có cái map mới và có thêm hai nhân vật nữa và có những cái súng mà skin súng hay đúng không? Như vậy là chúng ta đã đến với, đó là những cái màn chào hỏi, những cái câu hỏi để giao lưu với cả vận động viên Văn Đức cùng với đó là streamer Mạnh Phan Kỳ của chúng ta. Nhưng đó chỉ dừng lại ở mức độ đó là chúng ta giao lưu làm quen với nhau. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thay đổi không khí một chút. Chúng ta sẽ đến với một phần, đó là thử thách dành cho hai khách mời hôm nay. Đó là mini game. Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Em sẵn sàng. Đã sẵn sàng đúng không? Cái này. Vậy thì còn chân gì nữa? Chúng ta sẽ đến với nhanh như chớp của Free Fire. Và bây giờ chúng ta sẽ vào đến mini game đầu tiên dành cho hai vị khách mời. Mình sẽ phổ biến qua luật một chút, là đó là lý do tại sao chúng ta có hai cây búa ở trên bàn. Mỗi khách mời sẽ cầm cho mình một chiếc búa và chúng ta sẽ đến với liên tiếp 9 câu hỏi cực kỳ nhanh. Và ai là người trả lời đầu tiên thì người đó sẽ là người chiến thắng và có cơ hội gõ vào đầu đối thủ của mình. Và tất nhiên ai cũng có thể là trả lời nhanh nhưng sai thì cũng trở thành người thua cuộc, và người còn lại cũng có quyền là sẽ trừng phạt người đã trả lời nhanh nhưng mà bị sai. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Rồi, xin mời hai vị khách mời, chúng ta sẽ đến với những cây búa thần kỳ của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong nhanh như chớp Free Fire. Câu hỏi đầu tiên, phiên bản UB23 sẽ được cập nhật vào ngày nào? Ngày 29 tháng 7. Như vậy là phần kèo đã có cho mình 1-0. Vậy thì bây giờ bạn hãy đến với lượt trừng phạt đối thủ của mình. Rồi, tôi thấy không có sự nương tay nào cả. Câu hỏi thứ hai, tại sao UB23 tên là bữa tiệc sắc màu? Là sinh nhật lần thứ 3 của Free Fire. Đúng rồi. Có vẻ Mạnh hơi bị lưỡng lự trong câu trả lời của mình. Vậy thì bây giờ Mạnh sẽ là người tiếp theo, tỷ số đang là 1-1. Đều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 và chúng ta hãy hướng lên màn hình. Và câu hỏi tiếp theo, đâu là nhân vật mới của phiên bản cập nhật UB23? A, B, C, D. C ạ. Rồi, Mạnh tại sao lại thao không nhìn ra đáp án cho câu hỏi này? Chắc Mạnh nhường hả anh? Em là phân vân giữa B và C ấy. Sự phân vân của Mạnh đã bị trả giá một lượt thua rồi. Bây giờ Văn Đức hãy trừng phạt Mạnh đi. 2-1 rồi. Chúng ta đến với câu hỏi thứ 5. Đâu là khẩu súng mới trong bản cập nhật UB23? Xin mời màn hình. A, B, C, D. A. Hoàn toàn chính xác. Các mật khẩu còn lại chúng ta đã có XM8, có Format cùng với Dustpath 12. Quá quen rồi. Bây giờ là quá quen đúng không? Ngày nào cũng phải dùng. Tỷ số đang là 2-3 rung ngắn rồi. Tôi thấy là cái tiếng kêu nó hơi to rồi. Câu hỏi thứ 6, tên khẩu súng mới cập nhật lần này là gì? AUG à? Cũng chính xác. Em phải nhanh nhạy lên câu hỏi của chúng ta đôi khi là liên tục. Tỷ số là 4-2. 4-2 rồi. Câu hỏi thứ 7, AUG thuộc loại súng gì, sức sát thương là bao nhiêu? Súng trường anh, sát thương là 2 vạch. Đánh giá là khá, trung bình hay là cao? Thì nó sẽ chia là 3 vạch thì em đoán là trung bình. Trung bình, hoàn toàn chính xác. Tỷ số dự đoán thực vật 4-3. Có vẻ như cái này thì Mạnh sẽ làm hiểu hơn khi là một vận động viên rồi. Tiếp theo câu hỏi số 8, ống hồi sinh trong bản cập nhật UB23 chỉ có trong chế độ chơi nào của Free Fire? Chế độ tử chiến ạ. Chính xác. Mạnh hay cần phải suy nghĩ nhiều nhá. Thế này không ổn. Câu hỏi thứ 9 cũng là câu hỏi cuối cùng, các bạn hãy cố gắng lên.
ống hồi sinh dùng để làm gì? Để hồi sinh anh. Ống hồi sinh để hồi sinh. Bạn có chắc chưa? Để sống lại. Để sống lại khi gục. Đúng, đúng. Đây là đang là đúng. Xin mời Mạnh với game. Okay. Rồi. Tỷ số bao nhiêu anh? Mạnh vẫn thua. Vẫn thua một. Đây em. Đúng rồi, 5-4 đúng rồi. 5-1. Như vậy là chúng ta đã vừa kết thúc cái phần nhanh như chơi của Free Fire, là những câu hỏi khá là đơn giản về phiên bản cập nhật. Và cả hai vị khách mời chúng ta đã thể hiện cực kỳ tốt với sự am hiểu của mình phiên bản OB3. Đức thì sau những cái câu hỏi tìm hiểu phiên bản OB23 này thì em thấy em đánh giá thế nào về phiên bản sắp tới, nó có thú vị không? Theo cái phiên bản sắp tới thì rất là thú vị và còn có cả nhân vật là siêu sao bóng đá nữa. Thì như lúc em nói từ đầu là lần đầu tiên đưa cầu thủ vào trong game, em thấy là đó là điều thú vị. Với bản cập nhật này thì có vẻ như là Phan Văn Đức của chúng ta thấy thú vị nhất đó là khi có phiên bản đó là cầu thủ ở trong game, đúng không? Như vậy là chúng ta đã được đến phần giao lưu mini game nhanh như chớp dành cho hai vị khách mời, vô cùng thú vị đúng không? Và các bạn đừng quên rằng chúng ta sẽ có rất nhiều mini game và thử thách ở phía trước. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo, bắt đầu nha. Và bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo, chúng ta có hai vị khán giả may mắn trong sự kiện lần này và các bạn sẽ có mặt trong buổi giao lưu với cả đó là tuyển thủ Văn Đức cùng với đó là streamer Phan Khe, và chúng ta hãy nghe đôi lời giới thiệu về họ nha. Xin mời. Em chào anh MC ạ. Thì hôm nay là rất vui vì có mặt ở ngồi ở trường quay này, thì được ngồi với cầu thủ Phan Văn Đức này thì và được streamer nổi tiếng của game Free Fire nữa. Thì em xin tự giới thiệu, em là Quang ạ. Em sinh năm 95 và em sống ở Hà Nội. Hiện tại là đang kinh doanh tự do. Ok, cảm ơn Quang đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta thì với một bạn nữ duy nhất và chắc chắn là xinh nhất trong trường quay ngày hôm nay rồi. Thì bạn giới thiệu về mình. Em khi em đến với chương trình thì là em rất là vui và rất là vinh dự khi hôm nay em được đến đây ngồi với lại anh Đức. Em đã hâm mộ từ rất là lâu rồi nên là em ngồi đây em rất là run. Và đây là anh streamer về Free Fire đúng không ạ? Cũng là về một cái game mà em rất là thích. Và em xin tự giới thiệu là em tên là Nguyên ạ. Em hiện tại vẫn đang là sinh viên thôi ạ. Và em là đến từ Tuyên Quang ạ. Nếu mà ai có nhu cầu mà muốn đi trung thu miễn phí thì là em tìm đến em ạ. Giới thiệu luôn về chương trình, có khi là gia đình cũng ở mấy khách sạn ở Tuyên Quang mà. Hy vọng là sau này là mình có cơ hội thì chúng ta sẽ liên hệ với cả bạn để chúng ta đến với Tuyên Quang để nó trung thu, cũng sắp trung thu rồi đúng không? Hỏi thêm một điều ngoài lề một chút, là không biết là bạn hiện tại đang học tập công tác tại trường nào nhỉ? Hiện tại thì em đang học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ạ. Đại học Công nghiệp Hà Nội, chúng ta có một cái tên rất là nổi tiếng gần nhà tôi, Gia Bát Nhổn. Có Nhổn gần nhà em luôn. Đúng rồi, gần nhà Mạnh luôn. Có khi lại có duyên kết nghĩa chị em. Như vậy là chúng ta đã biết qua hai vị khách mời đến với chương trình này. Và bây giờ không để quý vị các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đến phần giao lưu dành cho cả 4 người chơi, đó là in game. Và 4 người chơi chúng ta sẽ tham gia thử thách trong một trận đấu. Và nếu như ai là người sống sót cuối cùng sẽ nhận được phần quà vô cùng giá trị đến từ nhà phát hành. Và tôi xin nói luôn, và món quà giá trị này mang tính chất tinh thần. Không để các bạn chờ lâu nữa nào. Bây giờ chúng ta xin mời cả 4 người chơi, chúng ta sẽ vào với trận đấu in game. Trận đấu này chúng ta sẽ có Phan Game, có hai vị khách mời và Phan Văn Đức của chúng ta nữa. Hy vọng các bạn sẽ giành được top 1. Nếu như trong top 3 thì cả 4 bạn nhận được quà. Nếu như ngoài top 3 thì hai bạn sống cuối cùng sẽ nhận được quà. Và hai bạn bị đai sớm nhất thì hai bạn sẽ phải chịu hình phạt. Ok chưa ạ? Okay. Rất rõ ràng. Đi trốn thôi. Như vậy là có vẻ như chiến thuật núp lùm bắn tỉa với cả thằn lằn phơi nắng nó bắt đầu chuẩn bị đã áp dụng rồi. Tôi thấy Mạnh đâu là chạy đi theo đấy. Mạnh, mọi trách nhiệm đang đổ dồn lên gánh nặng của Mạnh ấy. Ai bàn nhắm không ơi? Đằng sau kìa. Chơi năm 2018 biết. Người ta có 2 kill rồi đấy. Kêu anh, bắn nó đi kìa. Ghê, 3 kill luôn. Thôi, bắn đạn đi. Em đi theo nhà đạn mà, em có bắn đâu. Kìa, có địch, có địch, rồi cũng bay lắm. Để nghe anh ạ.
Mạnh mạnh đã skill rồi chưa? Em chưa nhỉ? Thật. Đây, em phải ăn đây này. Đây đường em phải ăn đây này. Trên đồi mọi người. Ôi, nó bắn rồi. Địch liên tục nhỉ? Đông thực sự. Ui, ép sót đúng không? Ép sót. Đây đây đây, có một người nữa này. Ui, nhanh thật. Có người. Còn thằng nữa này, còn thằng nữa kìa, đang ra kiều kìa. Bắn nhanh chút. Về. Còn thương nữa. Còn thằng nữa kìa. Đấy, ăn hết luôn. Ê, đây này còn này. Chấm đỏ trên bản đồ kìa. 5 người rồi. Sang tiền, sang tiền. Tổng 9 người đúng không? Cả team mình đúng không? Không. Chạy kìa. Dí bậc được. Thì chúng ta xem nó. Đây như là boss này. Còn 3 người. Cái này tốt chắc rồi. Chuẩn quà luôn thôi. Tính tiền. Bo về thung lũng luôn. Ôi kìa. Rồi còn một người thôi. Ôi xong rồi, đi rồi. Ui, anh Đức phải tầm 15 kill á. 14 kill. Ui rồi. Anh Đức là MVP rồi nha. MVP luôn à? MVP luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến những phần quà, đó là những chiếc áo Free Fire cực kỳ là thú vị với những thiết kế cực kỳ hay và dành cho các vị khách mời. Đầu tiên sẽ mời tặng Phan Kem. Đây bạn gái của chúng ta. Ở đây, người đạt được MVP. Rồi, em cũng ớt. Áo này là một trong những phiên bản giới hạn mà chỉ có hiện tại là Limited. Trong game Free Fire mới có thôi. Và đây là quà tặng dành cho MC. Rất cảm ơn chương trình, cho người cả MC của tôi giờ mới biết. Nhưng MC không chơi mà được nhỉ? Đúng rồi, không mất công. Như vậy là đây là một chiếc áo mà còn nó tự là làm ván Free Fire. Và đặc biệt đằng sau còn có là 1/50. Đây là biểu tượng của game của Free Fire chúng ta trong mỗi một trận đấu solo. Như vậy là chương trình của chúng ta sẽ khép lại ở đây. Rất cảm ơn 4 vị khách mời đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay và cho chúng ta một buổi giao lưu cực kỳ vui vẻ dành cho khán giả. Bây giờ, tôi là VK cùng với 4 vị khách mời. Xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại. Ấn đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Ghana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.